Chào các bạn nha. Hôm nay lâu quá mình cũng không có ghé nhà anh Hai Lúa nha các bạn. Hôm nay mình quay lại xem cái ảnh nuôi con heo như thế nào và chia sẻ cho các bạn xem để các bạn tham khảo cho vui nha. Thì trong nhà thì buổi sáng anh cho heo ăn nha các bạn, anh cho ăn rồi. Thì bây giờ mình ra chuồng coi cho các bạn. Thì mình cũng hỏi anh ấy cũng để hết mấy bầy rồi. Nhưng mà anh đã phá bầy hết rồi các bạn. Còn có mấy con heo nái anh nuôi à. Nói chung thì mùa này mùa dịch thấy cũng khó khăn, anh không muốn để lại nuôi thịt nha các bạn. Còn đây thì con heo nái anh làm cái lồng sắt như này, anh nhốt cũng tiện rồi các bạn, nó ít có tốn diện tích. Thì anh làm bên đây anh nhốt nè, con này cũng đẻ hình lứa rồi nha các bạn. Nó xa xa đằng kia thì anh vào chuồng mấy con đẳng cho nó sạch sẽ. Con này xanh chưa thì hai? Con này xanh chưa? Ờ à, con này mới có bầu nha các bạn, mình tưởng con này xanh rồi. Đây là cái con bên chuồng sắt bên đây nè các bạn, con này nó cũng đã xanh hết một lưới rồi nè. Đó, con này thì sắp xanh nha các bạn, con này thì có bầu xuống vú nó sắp xanh rồi. Còn con bên này là mới bơm chừng khoảng 2 tháng nữa lại. Còn con bên chuồng sắt này với cái con chuồng sắt mé hồi nãy ban đầu ngay cửa chuồng mình vô, hai con này thì xanh rồi, ảnh đã phá bầy hết rồi nha các bạn. Giờ mùa này cũng căng, nói chung là nuôi heo anh không muốn để về, giờ nuôi hồi nãy luôn các bạn ơi. Mai mốt có heo con thì mình sẽ quay cho các bạn. Các bạn nào thấy yêu thích bầy heo thì các bạn cứ liên hệ với ảnh rồi bắt nha các bạn. Bầy heo này nó chuẩn bị xanh nè. Vậy là đúng ngày đó, vậy là mai mốt à. Nhưng mà biết sao cứ qua rồi sau nó teo lại là nó sẽ xanh liền, bảo đảm không. Nhưng giờ nó cũng còn hơi bóng đỏ nè, các bạn thấy nó hơi bóng đỏ. Cái dấu hiệu heo xanh cũng dễ lắm, nó lên nó sưng no lên hết mình thấy đủ hết rồi, bắt đầu nó hạ xuống, bắt đầu là chuẩn bị nó xanh. Nó giống y như cái thời kỳ mình có giống nó vậy đó, nó sưng lên to vậy chứ tới chừng nó hạ xuống cái nó ra nước mình có giống là vừa. Thì bên đây anh nuôi tới 4 con heo nái nha các bạn. Thì anh làm hai cái chuồng sắt mé bên ngoài chuồng là anh nuôi, thấy rất là tiện nha các bạn. Nó chỉ cần một cái ô nhỏ đó, khoảng tầm chừng 6 tấc rưỡi đến 7 tấc rồi và anh nhốt được con heo. Nó như cái bên ngoài các bạn thấy cái hàng lan can nhỏ vậy, nhưng mà anh vẫn chừa được một con heo nái anh để anh nhốt. Nếu mà chúng ta không làm cái diện tích nhỏ như thế này, chúng ta xây một cái chuồng nữa thì diện tích đất chúng ta rộng thì làm được, còn như mà diện tích nhỏ thì chúng ta không có xây được nha các bạn. Thì anh em mà xem thì thấy mô hình này thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để tạo cho mình thêm động lực. Để bên đây cũng vậy, ảnh cũng ngăn cái bên ngoài chỗ cái lối đường đi nè, ảnh rộng con heo nái, còn bên trong thì ảnh để dành trình cho con heo nái xanh nha các bạn. Còn mấy cái ô thì sau này ảnh để ảnh lẻ heo con ra, rồi ai có nhu cầu bắt heo giống thì ảnh sẽ bán lại hết nha các bạn, ảnh sẽ nuôi mấy con heo nái thôi. Thì bây giờ mấy con heo nó cũng đang ăn các bạn. Buổi sáng hôm nay âm u quá trời hơi tối. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.